ba lô du lịch thời trang nam nữ unisex, ba lô đựng máy tính xách tay TSA, chất liệu nylon polyester siêu bền. Chống thấm nước, sản phẩm có nhiều màu sắc, dung tích 36-55 lít, khoang rộng, nhiều ngăn đựng đồ rộng rãi, thiết kế thời trang và phù hợp với mọi lứa tuổi. Sản phẩm bán chạy trên Ali, link mua trên website nhé.